xin chào các bạn, lại là Vinh đây. Và các bạn hãy tưởng tượng trước mặt của các bạn đang có một chiếc R15 V3 đi ha. Và đó cũng chính là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Nói về vỏ xe của R15 V3 thì bánh trước sẽ có size là 180-17 và thông số cho bánh sau sẽ là 140-70-17. Và vỏ dành cho R15 V3 tất cả sẽ có tại quầy của shop hai bánh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lấy vỏ. Và ở kệ vỏ khổng lồ này sẽ có tất cả size phù hợp với R15 V3. Các bạn muốn lên size hoặc là xuống size đều có tại đây, kể cả các dòng xe tay ga, xe số phổ thông đều có tất cả các thương hiệu vỏ. Và nói về R15 V3, hiện tại bên shop hai bánh đang phân phối 4 thương hiệu, đó chính là Michelin nè, Michelin, Pirelli và Aprilia. Và ở đây có quá nhiều thông số vỏ, các bạn đợi Vinh một chút xíu nha, Vinh sẽ tập hợp đủ tất cả các size vỏ. Rồi, mệt quá các bạn ơi. Và đây là 4 thương hiệu vỏ với thông số size là như Vin. Còn nếu như các bạn nào muốn lên size hoặc là xuống size vỏ dành cho R15 V3 thì Vin sẽ bỏ một đường link bên dưới, các bạn cứ vào đó và tham khảo size vỏ, kiểu dáng gai cũng như là giá bán nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích kiểu dáng gai của 4 thương hiệu vỏ này. Let's go. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ du lịch đến Indonesia để gặp một thương hiệu vỏ, đó chính là Aprilia. Đây là một thương hiệu vỏ được rất nhiều anh em biker hiện nay tin dùng bởi thiết kế gảnh gai kéo dài nè, tối ưu được khả năng thoát nước cũng như là tăng cái độ bám đường. Và đối với dòng vỏ Aprilia này, bên shop hai bánh có phân phối hai dòng. Đầu tiên mình sẽ nói tới Terreno trước đi ha. Thì các bạn thấy ở đây, đây là kiểu dáng gai của cái mẫu Terreno này. Nó kiểu dáng như là mảng cầu, phù hợp với các dòng xe mà theo phong cách địa hình đó các bạn. Thì với kiểu dáng này thì Vinh sờ vào nè, vỏ rất là cứng cho nên độ bền của vỏ sẽ rất là cao, phù hợp với các dòng xe đi trong thành phố nè, địa hình sỏi đá và đường gồ ghề. Mẫu gai này Vinh nhận thấy phù hợp rất nhiều với những dòng xe mang phong cách thể thao. Và với size là 180-17 sẽ có giá là 725.000 đồng, với size là 140-70-17 sẽ có giá là 995.000 đồng. Và nếu như gai của Terreno là phù hợp với những bạn thích phong cách độc lạ và hầm hố thì Fortivo sẽ phù hợp với những bạn thích sự hiện đại và thể thao. Đây các bạn có thể thấy kiểu dáng gai của hai bên được xéo vào với nhau sẽ tối ưu hóa được khả năng bám đường cho chiếc xe và thoát nước cực kỳ tốt. Và kiểu dáng gai của nó sẽ vô cùng thể thao. Và vỏ trước của Fortivo sẽ có giá là 675.000 đồng và vỏ sau sẽ là 1.080.000 đồng. Kế đến sẽ là một thương hiệu vỏ nữa cũng được sản xuất tại Indo nhưng mà có xuất xứ đến tận Ý lận, đó chính là Pirelli. Thì Vinh sẽ cho các bạn xem kiểu gai đây. Dòng vỏ được sản xuất cao cấp với chất lượng tuyệt vời, được làm bằng chất liệu cao su với độ bền cao nè, giúp xe bám đường cực kỳ tốt. Và mã gai mà các bạn đang xem đó chính là Angel City. Với phần vỏ trước sẽ có giá là 794.000 đồng và vỏ sau sẽ có giá là 1.244.000 đồng. Một thương hiệu nữa cũng có xuất xứ từ Indonesia, đó chính là Michelin nè. Vinh sẽ cho các bạn xem kiểu dáng của gai vỏ. Với thiết kế rất ngầu và lạ mắt, độ bám đường tốt, đặc biệt là trên đường ẩm ướt nè, và chất liệu cao su thì các bạn thấy có độ bền cao hơn rất nhiều so với những thương hiệu vỏ thông thường, giúp xe bám đường tốt khi di chuyển trên đường khô cũng như là đường ẩm ướt. Và Michelin sẽ có giá là 980.000 đồng cho vỏ trước và vỏ sau là 1.450.000 đồng. Và sau khi chúng ta đã tham quan những cái nhà máy vỏ của Indo rồi thì bây giờ Vinh sẽ book cho các bạn một vé khác. Chúng ta sẽ bay qua bên Thái Lan để thăm một thương hiệu vỏ vô cùng nổi tiếng mà ai ai cũng biết đến, đó chính là Michelin. Thì Michelin sẽ cung cấp cho R15 V3 là hai dòng vỏ, đó chính là Pilotchit và Pilotchit 2. Đây là dòng Pilotchit, các bạn hãy cùng Vinh xem cái kiểu dáng gai nha. Như các bạn đang thấy thì vỏ của nó rất là sâu, có cảnh gai nè, kéo dài nè, cho khả năng bám đường cực kỳ tốt trên đô thị, kể cả khi đường trên đường ẩm ướt luôn, đem lại cái sự an toàn cực kỳ tốt cho chiếc xe của chúng ta. Và dòng vỏ này Vinh nhận thấy là nó sẽ phù hợp với điều kiện khí hậu và cung đường ở thị trường Việt Nam của mình. Với vỏ Michelin Pilotchit này sẽ có giá là 940.000 đồng cho vỏ trước và vỏ sau sẽ là 1.350.000 đồng. Và trên mặt bàn đây chính là dòng Michelin Pilotchit 2 vừa mới được ra mắt gần đây với những ưu điểm mang tầm đẳng cấp thế giới luôn. Các bạn hãy cùng Vinh xem cái kiểu dáng gai nha.
Đây thì các bạn thấy với kiểu dáng lấy cảm hứng từ lớp MotoGP của Michelin, mang cái size nhỏ gọn hơn và bề mặt tiếp xúc lớn nè, giúp tăng cái độ bám đường, bảo đảm sự an toàn khi mà chúng ta tham gia lưu thông. Và kiểu vỏ này phù hợp với những dòng xe chúng ta đi lại hàng ngày trên đường phố cũng như là nội ô. Và đặc biệt nhất là loại vỏ này có khả năng hạn chế tình trạng ăn đinh là cực kỳ tốt, và chống được tình trạng sàn lắc khi mà chúng ta đạp thắng gấp. Vỏ có tuổi thọ cao nhờ cấu trúc chắc chắn với quãng đường trung bình vượt trội trên 20.000 km. Michelin Pilot GS2 sẽ có giá là 955.000 đồng cho vỏ trước và 1.585.000 đồng cho vỏ sau. Và giá bán của những dòng vỏ mà nãy giờ mình giới thiệu đến cho các bạn được cập nhật vào tháng 11 năm 2020. Ngoài ra thì còn có những size vỏ như là 90, 101 cho bánh trước, 130, 150 cho bánh sau. Tất cả các bạn có thể lên website của shop 2 bánh để chúng ta xem hãng nè, kiểu dáng gai cũng như là giá bán. Hy vọng qua những chia sẻ trên của Vinh, các bạn đã có thể tìm được một mẫu gai phù hợp nhất cho chiếc R15 V3 của mình. Và các chi nhánh của shop 2 bánh Vinh sẽ bỏ bên dưới phần mô tả về phần địa chỉ để cho các bạn dễ dàng tìm kiếm. Muốn mua hàng hoặc muốn được tư vấn, các bạn hãy liên hệ với số hotline là 0938820202. Shop có nhận ship code dành cho những anh em ở tỉnh luôn, cho nên các bạn ở xa muốn mua hàng chỉ cần nhấc máy lên alo và sản phẩm chất lượng nhất sẽ đến tới tận tay các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.